Xin chào quý vị, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam để cùng khám phá hai mẫu xe rất là đặc biệt được trưng bày tại đây. Và ngày hôm nay trong chuyên mục thử xe, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị hai mẫu xe này. Đó là mẫu xe Mercedes-AMG C63 SE Performance và mẫu xe thứ hai là Mercedes-AMG SL43. Ngay sau đây mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá hai mẫu xe này nhé. Trước tiên thì mời quý vị hãy cùng với chúng tôi khám phá đôi nét về mẫu xe Mercedes-AMG C63 SE Performance. Và E Performance là cái gì thì tí xíu nữa chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị. Thực sự thì chiếc xe này đã có mặt tại Việt Nam vào cuối năm 2023 vừa qua rồi. Ở đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược thôi, tức là một số chi tiết ngoại thất, nội thất cũng như là một vài thông số kỹ thuật về động cơ, khả năng vận hành. Có thể nói những cái điểm đặc trưng ở trên những cái mẫu xe Mercedes AMG đó chính là cái thiết kế ngoại thất với cái gói AMG. Những cái gói này quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy, ví dụ là những cái ốp bên hông xe, rồi ốp cản trước cản sau, đặc biệt là trên gương chiếu hậu được trang bị cái vật liệu sợi carbon, cũng như là cánh lướt gió ở phía sau cũng được trang bị bằng chất liệu sợi carbon, nhìn rất là thể thao và mạnh mẽ. Kích thước của chiếc xe này theo chúng tôi được biết thì chiều rộng, chiều cao cũng như là chiều dài cơ sở của chiếc xe này nó được mở rộng hơn so với các thế hệ trước đây. Chiếc xe này được trang bị mâm xe cỡ lớn, mâm hợp kim 20 inch, nang đa chấu được sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó quý vị thấy nó có một cái cụm phanh AMG màu đỏ rất là thể thao ở phía bên trong đây. Một cái chi tiết cũng là một cái điểm nhấn trên chiếc xe này, đó là cái lỗ thông gió ở phía bên cột A, phía bên hông xe. Có thể nói đó cũng là một cái sự khác biệt về cái khả năng vận hành ở trên cái chiếc Mercedes-AMG C63S này. Phần đuôi xe như chúng tôi có vừa giới thiệu thì như quý vị thấy cái cánh lướt gió phía sau đây cũng làm được bằng sợi carbon, nhìn rất là thể thao. Ở phía dưới là cụm ống xả, 4 ống xả hình thang, nhìn cũng rất là thể thao và mạnh mẽ. Thưa quý vị, một cái điểm nhấn mà nãy chúng tôi cũng quên nhắc, đó là cái logo ở trên những cái chiếc xe Mercedes AMG và đặc biệt là trên chiếc C63S E-Performance này, nó không phải là logo Mercedes với cái hình nguyệt quế truyền thống như chúng ta thường thấy, mà nó được thay bằng cái logo AMG, nhìn rất là lạ mắt ở phía trên đầu xe. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào bên trong xe để chúng ta cùng khám phá cái không gian nội thất của chiếc xe này nhé. Và một cái điểm cũng rất là thú vị là khi mà mở cửa xe thì quý vị thấy cái đèn chào mừng với logo Mercedes rất là lớn, nó hiện ở phía dưới nền nhà này. Rất là hay. Thưa quý vị, bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc Mercedes AMG C63S E-Performance thì cái cảm giác khi mà tôi nhìn thấy đầu tiên đó là những cái chi tiết ốp carbon. Như chúng tôi có giới thiệu từ đầu đó thì đây có thể nói là cái điểm rất là đặc trưng trên cái chiếc xe thể thao mang cái màu sắc AMG này. C63S có thể nói là người anh cả trong cái dòng xe C-Class hiệu suất cao của AMG. Người anh cả tức là nó là cái mẫu xe có thể nói là cao nhất đầu bảng của cái dòng xe C-Class hiệu suất cao của AMG đó. Nó được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng hiện đại và khoang nội thất rất là sang trọng. Như quý vị thấy cái ghế ngồi rất là thể thao với những cái đường chỉ khâu rất là tinh tế, đi cùng với đó là cái logo AMG được in nổi ở hai cái ghế trước nè. Vô lăng ba chấu thể thao tích hợp những cái phím chức năng, và những cái phím chức năng này chúng ta có thể sử dụng bằng cảm ứng, hoàn toàn bằng cảm ứng. Nói về những cái công nghệ cũng như là những cái tính năng ở bên trong, cũng như là cái hệ thống giải trí, hệ thống điều khiển của xe Mercedes, thì chúng ta không thể bỏ qua cái hệ thống MBUX,
hệ thống mà luôn luôn được trang bị trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Và với cái hệ thống này, người sử dụng xe có thể sử dụng rất là nhiều những cái tính năng giải trí, những cái tính năng tùy chọn, những cái tính năng hỗ trợ rất là nhiều ở trên chiếc xe Mercedes thông qua cái màn hình cảm ứng rất là lớn ở đây. Ở đây thì chúng tôi còn nhìn thấy một cái cửa sổ trời rất là lớn trên chiếc xe này nữa. Chiếc xe này được trang bị động cơ xăng 2.0 lít 4 xi lanh tăng áp turbo đó. Và có thể nói động cơ 4 xi lanh này, theo Mercedes nói đó, thì động cơ này có thể nói là cái động cơ mới nhất và có thể mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện nay. Động cơ xăng này nó cho công suất là 476 mã lực. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn đó chính là cái công nghệ e-performance được trang bị trên chiếc xe này. Công nghệ này được trang bị cho cái hệ chuyển động P3 Hybrid. À, tức là chiếc xe này vừa chạy xăng vừa chạy điện. Và cái hệ thống Hybrid này nó được trang bị thêm một cái motor điện. Motor điện này nó cho công suất 204 mã lực. Như vậy thì với tổng cái trang bị từ động cơ xăng 2.0 4 xi lanh turbo cộng với một cái motor điện nữa của cái hệ thống P3 Hybrid đó, với cái công nghệ e-performance, thì tổng công suất mà chiếc xe này đạt được là 680 mã lực. 680 mã lực, rất là lớn. Với cái mô men xoắn cũng cực cao, lên đến 1020 Nm. Và khả năng tăng tốc của chiếc xe này từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,4 giây. Trong khi cái phiên bản thấp hơn là phiên bản Mercedes AMG C43 4MATIC đó, thì nó tăng tốc trong vòng 4,6 giây. À, nhiều hơn chiếc xe này. Với cái hệ chuyển động P3 Hybrid mà chúng tôi vừa nhắc đến đó, thì đi cùng với cái motor điện đó, thì có thể nói cái khối pin hiệu suất cao AMG được lắp đặt ở trên chiếc xe này, nó là cái nguồn năng lượng chính cho cái khối động cơ điện. Cái pin này nó có công suất là 6,1 kW. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá một mẫu xe thứ hai nữa, đó chính là chiếc Mercedes AMG SL43, một chiếc xe mui trần 2+2 cũng rất là đặc biệt. Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Nhắc đến SL là chúng ta nhắc đến một cái biểu tượng về thể thao, về tốc độ của thương hiệu Mercedes. Có thể nói là trước khi nó có như hiện nay thì nó đã trải qua một cái lịch sử hơn 70 năm. Trước đây là những cái chiếc xe đua mang thương hiệu SL. Và trải qua cái thời gian như vậy thì đến nay như quý vị thấy nó đã trở thành một cái chiếc xe mui trần rất là nổi tiếng. Và có thể nói dòng xe SL là một cái dòng xe biểu tượng của Mercedes-Benz về tốc độ, về hiệu suất vận hành cũng như là về thể thao. Thưa quý vị, chiếc xe này thì được trang bị cái gói ngoại thất cũng rất là đặc biệt. Đó là cái gói ngoại thất AMG Pocket 9. Thì với cái gói thiết kế ngoại thất này, như quý vị thấy cái chiếc xe nó được trang bị những cái chi tiết màu đen từ ốp trước, ốp sau, rồi viền bên hông, rồi ốp gương đều có những cái điểm nhấn màu đen rất là đặc trưng. Trong khi đó thậm chí là cái ống xả phía sau cũng được sơn với cái màu tối. Trong khi đó thì cái gói thiết kế ngoại thất Pocket 9 thứ hai đó thì nó được bổ sung thêm một số chi tiết màu đen khác, ví dụ như là lưới tản nhiệt cũng như là logo Mercedes ở phía sau, nó cũng có cái màu tối hoặc là màu đen. Cái chiều dài cơ sở của cái chiếc xe này nó được mở rộng hơn so với những thế hệ trước. Rồi cái khoảng cách giữa bánh xe đến các cái đầu xe ở phía sau cũng như là ở phía trước xe nó ngắn hơn. Trong khi đó cái nắp capo, như quý vị thấy nắp capo có cái chiều dài rất là dài. Khoang cabin có thiết kế nó hơi lùi phía sau hơn. Trong khi đó cái kính chắn gió thì nó có cái độ dốc hơn. Chiếc xe này thì được trang bị mâm xe kích thước là 20 inch hộp kim nhôm với 5 chấu kép, nhìn cũng rất là sang trọng và thể thao. Đặc biệt, như quý vị thấy, đây là chiếc xe mui trần,
xe SL mui trần. Phần mui mềm này nó có thể đóng mở trong vòng 15 giây, thậm chí là khi mà quý vị điều khiển xe với vận tốc lên đến 60 km/h. Và cái việc gập mui theo cái hình chữ Z nó giúp cho tiết kiệm cái không gian, cũng như là giúp cho cái việc đóng mở mui nó dễ dàng và nó thuận tiện hơn. Đó là những cái nét rất là đặc biệt mà chúng tôi giới thiệu với quý vị về ngoại thất ở trên chiếc Mercedes-AMG SL43. Bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc SL43 này thì cái điều mà quý vị có thể nhìn thấy ngay đó là cái màu sắc của ghế, đúng không ạ? Màu sắc của những cái chi tiết táp lô, táp bi, cũng như là màu ghế với cái màu rất là nổi bật. Điều này nó thể hiện lên cái tính thể thao, cũng như là nó mang lại cái chất cá tính của cái người chủ sở hữu của chiếc xe. Bởi vì Mercedes sẽ cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc cho chiếc xe ngoại thất cũng như là nội thất để khách hàng có thể lựa chọn. Và không cần phải nói nhiều, bởi vì đây là một chiếc xe siêu xe thể thao, có thể nói là như vậy. Thì cái ghế nó cũng giống như là chiếc Mercedes-AMG C63S vừa rồi. Ghế được thiết kế rất là thể thao, ôm sát người lái. Vô lăng ba chấu thể thao thiết kế đặc trưng của AMG. SL43 này còn được hãng xe Đức bổ sung rất là nhiều cái chức năng quan trọng, như là hệ thống giả lập tăng cường âm thanh nè, rồi cái chức năng giả lập đường đua AMG Track Pace, giúp mang lại rất là nhiều cái trải nghiệm lái rất là phấn khích cho người lái. Thưa quý vị, bởi vì là một cái chiếc xe mui trần và cái mui này nó có thể đóng mở, cho nên Mercedes bổ sung thêm một cái chức năng cho cái màn hình giải trí trung tâm này để tránh bị chói khi mà mở mui đó, tránh cái ánh sáng nó chiếu vào màn hình gây chói cho người sử dụng. Thì cái màn hình này nó có thể thay đổi vị trí ở các cái góc độ khác nhau, có thể là đứng thẳng hơn hoặc là gập lại hơn để giúp cho cái màn hình nó không bị chói khi mà cái chiếc mui này nó được mở ra. Ở cái cụm điều khiển AMG Dynamic Select đó, thì Mercedes SL43 sẽ cung cấp cho người lái 6 chế độ lái khác nhau. Chiếc Roadster SL43 này có thiết kế chỗ ngồi là 2+2. Cái thiết kế 2+2 này mới được bổ sung trong cái thời gian sau này thôi. Nó giúp cho cái chỗ ngồi trong cái chiếc xe nó linh hoạt hơn. Chiếc xe này có thể nói là nó có một cái bước tiến khá là đột phá. Họ đã phát triển nên động cơ của chiếc xe này với cái triết lý là One Man, One Engine. Tức là mỗi kỹ sư sẽ tạo ra một động cơ. Một cái điểm đặc biệt nữa về động cơ trên chiếc SL43 này đó là ở các thế hệ trước thì hệ thống 4 xi lanh được đặt theo chiều ngang, nhưng mà trên SL43 mới này thì hệ thống 4 xi lanh được đặt theo chiều dọc. Đi cùng với đó là một cái động cơ điện 48V, chúng ta gọi là chiếc xe này nó có động cơ xăng và hệ thống mild hybrid. Với động cơ xăng này nó cho công suất cực đại là 381 mã lực tại 6.750 vòng một phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 480 Nm tại 3.250 đến 5.500 vòng một phút. Chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động 9 cấp. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mở mui để quý vị thấy mui xe của chiếc xe này. Nó được mở trong vòng 15 giây. Rất là thú vị đúng không quý vị? Và nếu như mẫu xe C63S E-Performance được trang bị hệ dẫn động 4MATIC, thì trên chiếc SL43 được trang bị hệ dẫn động cầu sau. Và cả hai mẫu xe này đều được Mercedes-Benz mang về Việt Nam với số lượng rất là giới hạn. Giá bán thì xin mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình ngay sau đây. Và thưa quý vị, do thời lượng chương trình có hạn cho nên
Chúng tôi chỉ giới thiệu sơ nét những cái điểm đặc trưng đặc biệt cũng như là những cái thông số cơ bản của hai mẫu xe Mercedes lần này. Hy vọng là quý vị có thêm những cái thông tin cần thiết. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình xe và xu hướng tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.